Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin hé lộ tứ trụ sau đại hội đảng lần thứ 13 tại Việt Nam. Một nhà nghiên cứu và hai người nắm thông tin hậu trường chính trị ở Việt Nam mới đây đã hé lộ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về những nhân vật nhiều khả năng sẽ nắm các vị trí lãnh đạo hàng đầu sau đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, được dự báo sẽ thành Tổng Bí thư. Ông Vượng lên, ông Phúc thì chống. Và từ Úc, giáo sư Cathay thuộc Đại học tại Úc đưa ra phân tích rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng cử viên nổi bật nhất cho chức Tổng Bí thư Đảng. Vị giáo sư này nói như sau: ông ấy có bề dày kinh nghiệm qua thời gian công tác ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan của Đảng, gồm Chánh văn phòng Trung ương Đảng năm 2011, Ủy viên Ban Bí thư tháng 5 năm 2013 và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2016. Việc ông được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư vào tháng 3 năm 2018 đã đưa ông trở thành nhân vật cấp cao trong hệ thống tôn ti trật tự của Đảng. Giáo sư Cathay, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ qua email như vậy. Nhắc đến truyền thống bất thành văn trong chính trị của Việt Nam là vị lãnh đạo cao nhất của Đảng thường giao cho người miền Bắc. Giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, Đại học New South Wales đề cập đến yếu tố ông Vượng có quê ở Thái Bình và gọi đó là một điểm cộng. Về lý thuyết, ông Trần Quốc Vượng năm nay đã 67 tuổi, đã quá tuổi để có thể tiếp tục đứng trong bộ chính trị có vai trò đầu não của Đảng trong khóa tới. Mặc dù vậy, giáo sư Thayer chỉ ra rằng ông Vượng có phần chắc sẽ được Trung ương Đảng công nhận là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt theo một quy định vào hồi tháng 2 năm 2020 của Đảng. Lưu ý đến các điểm mấu chốt về gồm kế thừa và phát triển và đảm bảo sự bền vững trong công tác nhân sự của Đảng. Nhà báo Nguyễn Như Phong, một cựu đại tá an ninh, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Hà Nội rằng việc ông Trần Quốc Vượng được chọn làm ứng viên cho chức Tổng Bí thư là điều logic. Tuy nhiên, ông Phong, nguyên phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân và nguyên tổng biên tập báo mạng Petrotime, thận trọng nói thêm rằng vấn đề nhân sự cấp cao hiện vẫn là bài toán khó trong Đảng mà có thể phải chờ đến hội nghị trung ương sắp tới mới sáng tỏ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được dự báo lên chức Tổng Bí thư. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Việt Nam cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay quá trình chuyển giao quyền lực có thể không êm thấm như dự báo của giáo sư Cathay và cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong. Nguồn tin đề nghị ẩn danh tiết lộ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn tại vị thêm một nửa nhiệm kỳ, tức là khoảng 2 năm để phòng ngừa xung đột quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn tin này lý giải như sau. Theo kế hoạch, trước đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an cho ông Vượng. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó, ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế ông Vượng trước đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh cho việc ông Vượng bị thôn tính, mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ông Trọng sau khi rời chức. Và một nhân vật nữa được đánh giá khá cao đó là ông Phạm Bình Minh và tứ trụ. Về bức tranh chính trị rộng hơn, nguồn tin nói phe cánh lãnh đạo gốc miền Nam sắp tới sẽ gặp nhiều bất lợi khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ rời ghế, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sẽ đến tuổi nghỉ hưu, tương tự với Thứ trưởng Quốc phòng Trần Đơn và trước đó Trung tướng Phan Văn Việt đã rời ghế Tổng cục Phó, Tổng cục 2, nhiều quyền lực thuộc Bộ Quốc phòng. Lâu nay ở Việt Nam tồn tại luật bất thành văn rằng người đứng đầu của Đảng Cộng sản có thực quyền quyết định chiến lược cao nhất phải là người miền Bắc và chức Chủ tịch nước có tính nghi lễ là chính, có thể giao lại cho người miền Bắc hoặc miền Nam, và chức Thủ tướng điều hành hoạt động hàng ngày của các bộ, ngành thường được giao cho người miền Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh sẽ là một ứng cử viên mạnh cho chức Chủ tịch nước. Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì bạo bệnh năm 2018, chức vụ này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp quản và đảm nhiệm luôn đến nay. Và liệu Việt Nam có trở lại cơ cấu tứ trụ bao gồm 4 người khác nhau, nắm 4 chức vụ riêng rẽ, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hay không? Điều này được giáo sư Cathay ở Úc cho là điều khó dự báo nhất. Nếu cơ cấu tam trụ được duy trì, ông Vượng mặc nhiên đồng thời nắm 2 chức là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nếu cơ cấu tứ trụ được khôi phục, ông Phạm Bình Minh sẽ là một ứng viên mạnh cho chức Chủ tịch nước vì ông ấy có bề dày kinh nghiệm trong chính phủ ở cương vị Phó Thủ tướng và đến Đại hội Đảng
ông ấy cũng có 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Giáo sư Thayer đã trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Ông nói tiếp, bề dày kinh nghiệm trong chính phủ là một trong những tiêu chí chính đối với chức chủ tịch nước. Giáo sư cũng nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến các phẩm chất khác của ông Phạm Bình Minh, gồm được biết đến một cách rộng rãi trên trường quốc tế, nói tiếng Anh lưu loát, có bằng thạc sĩ đại học Tufts ở Mỹ. Và tất cả những yếu tố này đều phục vụ tốt cho Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược, giáo sư Thayer nhận định như vậy. Còn cựu đại tá an ninh, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong ở Hà Nội thì cho rằng cơ cấu tứ trụ sẽ quay trở lại. Ông cũng nhận xét rằng ông Phạm Bình Minh là ứng viên rất tốt cho chức chủ tịch nước. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 8 năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ hãnh diện dẫm lên tấm thảm đỏ hai bên dàn chào ông với những nụ cười cầu tài. Và điều đặc biệt là không ai trong bức ảnh này mang khẩu trang trong khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát ở Đà Nẵng. Trong bức ảnh, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ có nét mặt không kìm được sự phấn khích. Ẩn số Vương Đình Huệ, hai bộ trưởng sức mạnh. Về nhân vật có thể trở thành thủ tướng, giáo sư Thayer đặt cược ông Vương Đình Huệ, hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Huệ dường như là người hội đủ các tiêu chuẩn nhất trong số các ứng viên. Trước khi làm lãnh đạo ở Đảng ở Hà Nội, ông Huệ từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính và Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông có quê ở Nghệ An, giáo sư Thayer đã nói như vậy. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong nhận xét với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng trong chính giới Hà Nội, ông Vương Đình Huệ bị xem là một ẩn số và đang nhận được những đánh giá trái chiều. Cá nhân ông Phong không thấy ấn tượng ứng viên cho chức thủ tướng này. Và bên cạnh đó, trong nền chính trị của Việt Nam thì cần lưu ý là hai bộ quốc phòng và công an nắm vai trò then chốt để bảo vệ chế độ. Đây là hình ảnh Đại tướng Lương Cường được dự báo sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguồn tin ẩn danh của Đại tướng Hoa Kỳ không chỉ tiết lộ về nguy cơ xung đột quyền lực giữa phe của Tổng Bí thư Trọng với phe của Thủ tướng Phúc, mà còn cho biết Bộ trưởng Quốc phòng khóa tới gần như sẽ là Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục 1 tức Tổng cục Chính trị. Hiện có những mối ngờ vực rằng ông Cường có lợi thế vì được thế lực nước ngoài hỗ trợ và được xem là mắt xích quan trọng để thế lực đó gây ảnh hưởng đến chính sách chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn tin được tiếp cận với các quan chức cấp cao đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và theo thông tin của quân đội Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, 63 tuổi, người Phú Thọ, đã tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông từng là chính ủy quân đoàn 2, chính ủy quân khu 3 vào năm 2016, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Giáo sư Thayer cũng dự báo với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông Lương Cường sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vẫn nguồn tin đề nghị ẩn danh nói thêm với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Trung tướng quân đội Võ Minh Lương gần như sẽ trở thành Thứ trưởng Quốc phòng và cơ cấu để tiếp tục thăng tiến đến chức Bộ trưởng. Nói về Bộ Công an, nguồn tin nói rằng hầu như có phần chắc là ông Phan Đình Trạc sẽ là Bộ trưởng. Ông này có lợi thế là đã từng kiêm chức vụ Đại tá Công an trước khi làm trưởng ban nội chính. Đây cũng là mắt xích quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho ông Vượng, do ông Trạc này là người gốc Nghệ An, được xem là dạng trung thành với Đảng nhất. Nguồn tin đã cung cấp như vậy cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và trước đây, ông Phan Đình Trạc đã nắm các chức vụ như Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi trở thành trưởng ban nội chính Trung ương vào cuối tháng 2 năm 2016. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai dự báo sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Nguồn tin riêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói ông Trạc rất giàu và theo một tài liệu mật nguồn tin được xem, quan chức này không ngần ngại kê khai tài sản cá nhân với Đảng là ông có lượng tiền mặt rất lớn, chưa kể tài sản chìm nổi. Lại một nữ Chủ tịch Quốc hội trong cơ cấu chính trị của Việt Nam. Vai trò lãnh đạo Quốc hội ít được chú ý đến nhất trong số tứ trụ do cơ quan lập pháp này bị xem là con dấu củ khoai. Dù trong những năm gần đây, Quốc hội đã gây được một số tiếng vang trong cử tri với các phiên chất vấn của một số bộ trưởng hay tranh luận về soạn thảo luật. Giáo sư Thayer dự báo bà Trương Thị Mai sẽ là Chủ tịch Quốc hội vào năm sau dựa trên hai cơ sở như sau. Thứ nhất, bà Mai được xem là có đủ phẩm chất, một trong số ứng viên đạt tiêu chuẩn. Bà có bằng cử nhân luật, bằng thạc sĩ quản trị công, là đại biểu Quốc hội từ khóa 10 tức là năm 1997 cho đến khóa 13 năm 2016 và được bầu vào Trung ương Đảng vào năm 2011. Thứ hai, bà là phụ nữ duy nhất còn lại trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm. Còn đánh giá chung về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng và vấn đề nhân sự, cựu đại tá an ninh nhà báo kiểu cựu Nguyễn Như Phong đưa ra bình luận rằng mọi việc đang diễn ra bài bản và chỉnh chu. Song ông cũng lưu ý rằng còn hơn 5 tháng nữa mới đến đại hội và mọi dự báo từ nay đến đó vẫn chỉ là những dự báo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020 với bản tin Hé lộ tứ trụ sau đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.